Rồi, xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cái cách để chúng ta có thể sửa được những cái lỗi, gần như toàn bộ mọi lỗi trên hệ thống máy tính, những cái lỗi ghê phần mềm trên máy tính mà chúng ta gặp phải. Thì đầu tiên thì các bạn nên tải những cái game phần mềm ở trên trang chủ, bởi vì những cái phiên bản mới nhất thì nó thông thường nó sẽ được fix toàn bộ lỗi. Thì nếu như là chúng ta muốn tải Office thì chúng ta chỉ cần vào trang chủ Office và chúng ta tải về thôi. Đó, đầu tiên thì chúng ta nên tải những cái phiên bản mới nhất từ trên trang chủ của cái phần mềm. Đây là mình nói đang về chính hãng nhé. Tiếp theo nữa thì chúng ta nên tải cho mình thêm một cái mục nữa, đó là tải lỗi và sửa lỗi nguyên phần mềm. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ vào cái trang blog chia sẻ kiến thức này và chúng ta sẽ tải cho mình cái tệp sửa lỗi game phần mềm. Ở bên dưới cuối trang ấy thì nó sẽ có đường link cho chúng ta. Chúng ta sẽ tải cái gói chốt này, và có trong đấy thì có 7 cái thư mục. Sau đó thì các bạn sẽ tải cái theo cái đường link này về. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt ra nhé các bạn. Ở đây thì mình đang tải. Sau đó thì chúng ta sẽ giải nén ra nhé. Các bạn sẽ cài cho mình cái mục 32 bit và 64 bit, trong này có những cái thư mục, những cái phần mềm cần thiết để chúng ta có thể sửa được những cái dòng lỗi trên. Các bạn sẽ cài cho mình 7 cái thư mục này ra. Đó, cả 64 bit và 32 bit đều có thể sử dụng được. Sau khi chúng ta cài được hết tất cả các mục này thì chúng ta sẽ reset lại máy tính và chúng ta sẽ vào lại cái phần mềm đó xem còn bị lỗi không. Nếu như mà nó còn bị lỗi thì mình khuyên các bạn nên tải cái chương trình ở cái phần mềm đó hoặc là cái game đó ở trên cái trang chủ nhé, thì nó sẽ có thể sửa được lỗi. Và nếu như chúng ta mà có nhu cầu sửa lỗi game phần mềm, các bạn phải liên hệ với mình có nhận hỗ trợ sửa và cài đặt những cái game hoặc phần mềm nó bị lỗi, cài đặt từ sau online luôn với giá cả hợp lý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các clip sau.